Trung bình ở Việt Nam, cứ 3 người sẽ có một người bị tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị hoặc các bệnh lý về mắt khác. Biểu hiện qua các trạng thái thường gặp như không nhìn rõ vật thể hay nhèo mắt, nhức đầu, mỏi mắt, vùng nhìn bị chói hoặc có quầng sáng, nhìn thấy những hình đôi. Phương pháp điều trị tật khúc xạ phổ biến hiện nay có thể như đeo kính thuốc, đeo kính áp tròng và phẫu thuật khúc xạ. Với y học ngày càng tân tiến, hai phương pháp phổ biến trong phẫu thuật khúc xạ là phương pháp LASIK Standard và Femtosecond LASIK. Ứng dụng tia laser excimer để chỉnh hình giác mạc và phục hồi thị lực một cách hiệu quả, an toàn. Trong đó, Femtolasik là phương pháp hiện đại, không sử dụng dao trong phẫu thuật, mang đến sự tối ưu về độ an toàn và chất lượng điều trị. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tiên phong triển khai điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp LASIK và Femtolasik đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Hãy đăng ký ngay để được hỗ trợ tư vấn qua hotline 0867 010105. Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa cho người lớn tuổi. Nếu không kịp thời điều trị, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chuyên điều trị các bệnh lý nhãn khoa hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Với đội ngũ bác sĩ uy tín, chất lượng và trang thiết bị y tế hiện đại, mỗi năm, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ thực hiện phẫu thuật phaco cho hơn 4.000 trường hợp đục thủy tinh thể khắp các tỉnh miền Tây. Bệnh viện tiếp nhận tất cả thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc, không cần giấy chuyển viện, thủ tục nhanh chóng, tiện lợi. Đặc biệt, thời gian phẫu thuật ngắn, người bệnh được xuất viện ngay trong ngày. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ luôn tự hào mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao để làm hài lòng người bệnh. Như anh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream tư vấn online ngày hôm nay của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ với chủ đề chăm sóc mắt cho người lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì người lớn tuổi rất cần được chăm sóc về sức khỏe và đôi mắt cũng không ngoại lệ. Thật sự thì tỷ lệ người lớn tuổi mắc các bệnh về mắt rất là cao. Vậy nên ngày hôm nay thì Như Anh xin được mời bác sĩ Trần Văn Kết, giám đốc của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như chia sẻ cách chăm sóc mắt và các phương pháp điều trị các bệnh lý về mắt ở người lớn tuổi đến cho quý vị khán giả đang xem chương trình. Và một điều đặc biệt nữa là Như Anh được biết thì vừa qua bệnh viện của chúng ta cũng đã đạt mốc 10.000 ca điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco. Như Anh cũng xin được chúc mừng bệnh viện và xin được mời bác sĩ Kết có thể chia sẻ thêm về cột mốc đáng nhớ này đến với quý vị khán giả của chúng ta được hay không ạ? Tôi xin kính chào các quý vị khán thính giả. Hôm nay cũng rất là vinh dự cho tôi được chia sẻ với anh chị em nhân ngày 20 tháng 10. Lời đầu tiên cho tôi xin đại diện cho một nửa thế giới của chúng ta, xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các bà, các mẹ, các chị và tất cả các em là phụ nữ trên khắp mọi miền của đất nước. Một lời chào trân trọng. Và trước khi vào cái phần của tôi thì tôi cũng xin giới thiệu với anh chị và các bạn là cái bệnh viện của chúng tôi cho đến thời điểm này đã cán mốc 10.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong vòng 4 năm qua chúng tôi đã cán mốc 10.000 ca. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái chương trình mà mổ cận thị lần đầu tiên đưa về đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như là mổ phê kích, mổ femtolasik và
Nói chung là tất cả các loại về cận thị từ thấp cho đến độ cao, và là một trong những cái đơn vị đầu tiên đồng bằng sông Cửu Long không những mổ LASIK, phakic và cái Phoenix Smile, và có thể giúp cho tất cả các em, các cháu ở đồng bằng sông Cửu Long không phải đi về Sài Gòn cũng như về các cái vùng xa xôi để điều trị cận thị. Thì nhân dịp này tôi xin được thưa với các quý vị là cái việc chăm sóc mắt cho người lớn tuổi, thì đối với người lớn tuổi của chúng ta thì cái tỷ lệ mắc bệnh mắt rất là cao, do lớn tuổi thì có thể bị đục thủy tinh thể, bị glaucoma, rồi thì bị các cái bệnh về viêm võng mạc sắc tố do tiểu đường, hoặc là những cái bệnh về võng mạc, bệnh lý võng mạc tiểu đường, rồi là ngoài ra nó còn có cái bệnh thoái hóa điểm vàng. Về bệnh thoái hóa điểm vàng của người lớn tuổi thì cũng rất là thường gặp. Thì đối với người lớn tuổi thì ở đây chúng tôi cái thứ nhất là chúng tôi có cái điều trị về cái bệnh lý đục thủy tinh thể, chúng tôi dùng phương pháp phaco là phương pháp tân tiến nhất hiện nay, và ngoài ra chúng tôi còn điều trị những cái bệnh về tiểu đường, võng mạc tiểu đường và những cái bệnh võng mạc sắc tố và tất cả các cái bệnh về glaucoma ở trên người lớn tuổi. Ở bệnh viện chúng tôi đều có các phương pháp điều trị tân tiến nhất với những cái trang thiết bị hiện đại để phát hiện sớm cũng như điều trị cho dứt điểm những cái bệnh lý cho những người lớn tuổi được tốt hơn. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Trần Văn Kết của chúng ta với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Như anh cũng xin được thay mặt cho bệnh viện gửi lời tri ân đến cho quý khách hàng đã tin tưởng bệnh viện và đồng hành cùng với bệnh viện trong suốt 4 năm vừa qua. Thì bệnh viện cũng xin được gửi tặng đến cho quý vị khán giả điều trị tại bệnh viện trong tháng 10 này các chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn như sau ạ. Chúng ta sẽ có 200 suất điều trị đục thủy tinh thể Slim Flex chỉ với giá là 1.200.000 đồng, giá gốc là 14.000.000 đồng. Ngoài ra phẫu thuật cận thị LASIK 2 mắt có giá ưu đãi là 14.700.000 đồng với giá gốc là 21.000.000 đồng. Phẫu thuật cận thị Femtolasik 2 mắt giá ưu đãi hiện đang là 28.700.000 đồng và giá gốc của nó là 41.000.000 đồng. Và đặc biệt là nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 ngày hôm nay thì Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cũng dành tặng 200 suất miễn phí khám mắt chuyên sâu trị giá 750.000 đồng cho một lần khám. Và bệnh viện cũng xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là thành công đến cho quý chị em nhân ngày 20 tháng 10 ngày hôm nay của chúng ta. Và nếu như mà có thắc mắc gì về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chăm sóc mắt cho người lớn tuổi, thì quý vị khán giả của chúng ta có thể là đặt câu hỏi, chương trình cũng sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay trong buổi livestream ngày hôm nay. Cũng xin được giới thiệu nhãn hàng đồng hành cùng với chương trình, đó chính là công ty Santen, một công ty dược phẩm của Nhật Bản chuyên về nhãn khoa. Với các sản phẩm nhãn khoa thì Santen chiếm thị phần hàng đầu tại thị trường Nhật Bản và là một trong những công ty nhãn khoa hàng đầu thế giới với các sản phẩm được bán tại hơn 50 quốc gia. Và đến với chương trình, công ty Santen đã tài trợ rất là nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả may mắn trả lời đúng câu hỏi trong chương trình. Quý khán giả hãy cùng đón xem nha. Và tiếp tục ngay bây giờ thì như anh cũng có những cái câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về chương trình đặt ra với bác sĩ Kết, và cũng mong muốn là nhận được cái sự giải đáp từ bác sĩ Kết của chúng ta. Hiện nay thì được biết là cũng có rất là nhiều bệnh lý về mắt thường gặp ở người lớn tuổi. Thì như lúc đầu bác Kết của chúng ta cũng đã chia sẻ một vài bệnh điển hình rồi. Bây giờ thì bác có thể là chia sẻ lại là khi mà mình trong quá trình mình điều trị đó bác, thì bác đã gặp cũng như là điều trị những cái bệnh lý nào mà nó thông thường nhất, mình thường gặp nhất ở người lớn tuổi đó bác ha? Thì thông thường nhất là người lớn tuổi thì mặc dù là mắc rất là nhiều những cái bệnh về mắt, nhưng chủ yếu vẫn là bệnh đục thủy tinh thể và cái bệnh lý võng mạc tiểu đường là hai cái bệnh hay gặp nhất ở người lớn tuổi. Và ngoài ra thì còn có thêm bệnh glaucoma, tức là bệnh ở trong miền Nam gọi là cườm nước, mà ngoài Bắc thì gọi là thiên đầu thống. Thì cái đó nó gây ra mù lòa rất là tỷ lệ rất là cao đối với người lớn tuổi. Dạ rồi. Hồi nãy thì bác sĩ Kết của chúng ta cũng đã cho biết là người lớn tuổi có thể mắc rất là nhiều bệnh lý. Vậy thì bác có thể chia sẻ thêm một tí xíu, có thể là chi tiết hơn một chút, có nghĩa là bệnh thoái hóa điểm vàng nghe thì cũng khá là lạ. Vậy khi nào mình có thể mắc bệnh này và cái phương pháp điều trị thì nó như thế nào ạ, thưa bác? Cái thoái hóa điểm vàng của người lớn tuổi thì nó cũng thường xuyên gặp đối với người lớn tuổi. Thoái hóa điểm vàng nó có
hai loại thoái hóa điểm vàng, một là loại thể khô và loại thể ướt. Dạ. Cái loại thể phổ biến nhất thoái hóa điểm vàng thể khô là chiếm từ 85 đến 90% cho những cái bệnh nhân bị thoái hóa điểm vàng. Do cái bệnh tiến triển dần dần khi các tế bào mà nó nuôi dưỡng ở võng mạc nó chết đi và nó gây ra thoái hóa, thì đối với người lớn tuổi thì cái thủy tinh thể nó không còn được như cái lúc còn trẻ, và khi nó bị đục thủy tinh thể thì cái tỷ lệ lọc cái tia cực tím ánh sáng xanh nó kém đi, và vì vậy người lớn tuổi này người ta còn mắc nhiều những bệnh khác, ví dụ tăng cholesterol máu, rồi những bệnh cao huyết áp, rồi những cái bệnh về tiểu đường vân vân. Thì nó gây ra thoái hóa điểm vàng rất là hay gặp đối với người lớn tuổi. Cái điểm vàng là cái gì? Nó là cái hố điểm vàng, tức là cái trong đó nó gồm có 7 triệu tế bào nón. Đối con mắt người thì nó có 7 triệu tế bào nón và khoảng 10 triệu tế bào que. Thì cái điểm vàng nó chủ yếu tập trung cái tế bào nón, nó giúp cho con người ta nhìn thấy nó chính xác vật nhiều hơn. Ngoài ra thì là đối với thoái điểm vàng cái thể ướt, mặc dù nó chiếm 10 đến 15% trong tổng số những cái người mà lớn tuổi thoái điểm vàng, nhưng cái này nó rất là nguy hiểm. Nó có thể tạo thành những tân mạch ở dưới hắc mạc, nó đội lên và nó có thể nó vỡ ra, nó xuất huyết dưới hắc mạc. Rồi thì nói chung là nó gây ra mù lòa rất tỷ lệ rất là cao đối với thể ướt. Cái thể ướt tức là thể nặng hơn thể khô rất là nhiều, mặc dù cái tỷ lệ nó rất là thấp, nhưng mà cái gây mù lòa rất là cao. Và cái dấu hiệu nhận biết về thoái hóa điểm vàng thì cái thứ nhất là cái thể ướt thì nhiều khi cái triệu chứng mắt nó không có đau, nhưng mà nhìn thấy cái hình nó có vẻ nó méo mó. Ví dụ anh nhìn cái hình cái cửa nó cong đi, nhìn thấy cái cây nó cong đi, hoặc là nó không còn nhìn rõ những cái chi tiết của vật đối với bệnh nhân nữa. Cho nên rằng là đối với người thoái điểm vàng thì ở đây chúng tôi đã có những cái thuốc chúng tôi tiêm vào trong nội nhãn để chống cái thoái hóa điểm vàng, để điều trị thoái hóa điểm vàng. Có một số người vừa đục thủy tinh thể này vừa thoái hóa điểm vàng, cho nên là chúng tôi phải tiêm thuốc trước khi chúng tôi mổ cái thủy tinh thể cho người ta. Mặc dù là người ta không có tiểu đường, có ở đây có một ông cụ khoảng hơn 80 tuổi gì đó, ông mới đến bệnh viện chúng tôi, và chúng tôi sau khi tiêm Lucentis xong mũi thứ hai thì cái điểm vàng của ông nó tương đối ổn định, và chúng tôi mổ lại cái thủy tinh thể cho ông ấy, thì ông ấy đạt được cái thị lực tương đối tốt. Dạ rồi, cũng xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều. Quý vị khán giả ơi, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Kết về các bệnh lý thoái hóa điểm vàng. Nếu như mà quý vị và các bạn của chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào dành cho chương trình cũng như là cho bác sĩ của chúng ta, thì các bạn đừng quên đặt câu hỏi bằng cách là bình luận trực tiếp lên livestream ngày hôm nay. Bộ phận thư ký sẽ hỗ trợ để chuyển câu hỏi của các bạn đến cho bác sĩ để có thể tư vấn nhanh nhất cùng với các bạn nha. Và hồi nãy thì lúc đầu như anh có nói là trong chương trình ngày hôm nay thì có một mini game là một câu hỏi với những phần quà rất là hấp dẫn, thì ai sẽ là chủ nhân của những phần quà đó đây? Nhưng là làm sao để chúng ta có thể là sở hữu được những phần quà ấy thì sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn. Chúng ta hãy nghe thật kỹ nha. Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì bệnh viện sẽ tặng bao nhiêu suất miễn phí khám mắt chuyên sâu điều trị cận thị trị giá là 750.000 đồng cho một lần khám? Chúng ta sẽ có hai đáp án. Đáp án A là 200 suất và đáp án B là 100 suất. Nếu như các bạn chọn đáp án B là 100 suất thì chúng ta hãy để lại đáp án B ngay trên bình luận của livestream ngày hôm nay các bạn nha. Thời gian của chúng ta thì có hạn thôi, cho nên là chúng ta hãy nhanh tay mình có thể là gửi câu trả lời đúng nhất về cho chương trình, cũng như là chia sẻ livestream này, cũng như là để lại câu hỏi để bác sĩ của chúng ta có thể là tư vấn. Và bây giờ thì sẽ tiếp theo một cái câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ có câu hỏi từ chị Châu, 32 tuổi ở Hậu Giang. Hỏi là bố của tôi năm nay thì 54 tuổi, được chẩn đoán là bị tăng nhãn áp nhưng chưa có điều kiện điều trị. Vậy thì bác sĩ cho hỏi nếu như để lâu á, thì hậu quả có nguy hiểm hay không ạ? Đối với bố của bạn ngoài 50 tuổi mà bị tăng nhãn áp không có điều kiện điều trị, thì cái nhãn áp đó khi nó tăng lên thì nó làm cho đè nén vào cái gai thị, nó làm cho máu nuôi thần kinh nó kém đi, và cái gai thị tức là cái đường thần kinh dần dần nó sẽ bị teo đi và nó thoái hóa đi, thì dẫn đến mù. Cái tỷ lệ mù này không cứu vãn được, rất là cao. Trên đối với những người bị tăng nhãn áp thì nên đi điều trị sớm. Hiện nay người ta có rất nhiều những cái phương pháp về điều trị tăng nhãn áp,
Ví dụ như mà dùng thuốc, có những người dùng thuốc kéo dài cho suốt cả cuộc đời, khi nào mà cái nhã áp nó ổn định được và nó không tổn thương những cái thần kinh của bệnh nhân trong quá trình theo dõi của chúng tôi. Và nếu như mà anh chị em dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ mà nó vẫn còn cái tăng nhãn áp, cái tiến triển, cái thị lực nó ngày một sụt đi và cái thị trường nó mất đi, thì lúc giờ có thể phải phẫu thuật để giải cái áp đi, để cho cái nhãn áp nó không tăng nữa và nó không đè nén vào thần kinh. Thì bình thường cái nhãn áp của người ta đo bằng máy nhãn áp kế Goldman nó từ 8 đến 20mm thủy ngân. Nhưng mà đối với hai mắt nó đều nhau, nhưng mà nếu như hai mắt mà chênh nhau khoảng 5mm thủy ngân thì đã được cho là có dấu hiệu về tăng nhãn áp, tức là bị cườm nước ở mình đấy. Thì cái đó bắt buộc phải điều trị ngay. Còn có những người mà nhãn áp người ta mặc dù 20 nhưng mà nó hai mắt nó đều với nhau, hoặc là 19-20 hoặc 18-20, thì cái đó cũng có thể chưa gọi là tăng nhãn áp. Cái đó muốn biết rằng bị cườm nước hay không thì còn làm thêm một số xét nghiệm nữa, ví dụ như làm đo thị trường, rồi chúng tôi còn cái cắt lớp chụp OCT, cắt lớp xem cái sự tổn thương của các lớp tế bào sợi của thần kinh. Nếu như có tổn thương thì lúc giờ bắt buộc phải điều trị. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều. Với câu trả lời vừa rồi thì chắc chắn là chị Châu của chúng ta ở Hậu Giang cũng đã phần nào hiểu rõ, cũng như là mình có thể là nhanh chóng đưa bố của mình đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ để chúng ta có thể điều trị một cách tốt nhất với những phương pháp tối ưu nhất hiện nay, chị Châu nha. Và hồi nãy thì như anh có đọc câu hỏi rồi, nhưng mà chưa có bật mí với các bạn là phần thưởng là như thế nào. Chúng ta sẽ có 6 phần quà hấp dẫn sẽ dành tặng cho 6 người bạn may mắn các bạn nha. Sẽ có 5 giải khuyến khích, đó là mỗi giải là một thẻ cào mệnh giá là 500.000 đồng sẽ dành tặng cho 5 người bạn may mắn. Mà ở cuối chương trình thì bác sĩ Kết của chúng ta sẽ bốc thăm để mà chọn ra 5 người bạn may mắn đó. Và đặc biệt một giải đặc biệt rất là hấp dẫn do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ của chúng ta tài trợ, đó chính là máy massage cổ vai gáy thông minh ở trên tay của Như Anh đây. Ai sẽ là chủ nhân sở hữu được phần quà hấp dẫn và giá trị này thì cuối livestream này chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của phần thưởng này các bạn nha. Và Như Anh cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn đã gửi về cho chương trình rồi. Và tiếp theo sau đây sẽ là câu hỏi của vị khán giả tên là Hồng Thu. Bác sĩ cho tôi hỏi là hút thuốc lá có làm cho các bệnh về mắt nặng thêm hay không? Chồng tôi bị cườm nước nhưng chưa cai được thuốc lá. Cảm ơn bác sĩ. Đây là câu hỏi của chị Hồng Thu ạ. Nói chung thì đối với những người hút thuốc lá thì nó gây ra nhiều những cái bệnh lý về rối loạn về máu. Dạ. Về có thể tăng cholesterol, có thể là gây ra cái, tức là những người hút thuốc lá thì nó gấp đôi cái nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng. Đấy là về bệnh ở điểm vàng của người lớn. Dạ. So với người không hút thuốc lá thì một số cái người ta thống kê lại. Và nó ngoài ra nó còn cái hút thuốc lá nó vào nó làm cho tổn hại đến những cái tế bào thần kinh của đáy mắt đối với người lớn tuổi. Có thể gây do anh hút thuốc lá thì gây tăng nhãn áp, tăng huyết áp thì nó có thể gây tăng nhãn áp. Hay là nó có thể một số những cái bệnh nó tăng cholesterol máu do thuốc lá, do ảnh hưởng tới phổi, rồi do ảnh hưởng tới tất cả các bộ phận khác, do ảnh hưởng tới thận chẳng hạn. Thì khi mà thận nó bị ảnh hưởng tới thì nó cũng gây ra ảnh hưởng tới mắt. Tại vì mắt nó cũng là một trong những cái bộ phận của cơ thể chịu tác động của tất cả các yếu tố bên ngoài, cũng như là những cái chất độc hại có thể đưa vào cơ thể thì nó cũng gây tăng cái nguy cơ mắc bệnh mắt lên. Dạ. Tiếp theo sau đây sẽ là một câu hỏi của vị khán giả có nick Facebook là Trương Phan. Em xin được chào bác sĩ, ngoại của em sau khi mổ cườm đá được 1 tháng thì có thể mổ tiếp con mắt còn lại được chưa ạ? Ngoại của em năm nay 74 tuổi ở Cần Thơ. Xin được mời bác sĩ. Xin chào bạn, ngoại của bạn mổ cườm đá cách đây 1 tháng thì mình dư sức mổ con mắt còn lại. Trước đây chúng tôi có những thời điểm mà hôm nay mổ một con, mai chúng tôi mổ một con. Yeah. Nhưng mà vì là cái chương trình của bảo hiểm xã hội cũng như là của cái sức khỏe của bệnh nhân nhiều khi không cho phép, cho nên là thường chúng tôi tuần này chúng tôi mổ một con và tuần sau chúng tôi sẽ mổ tiếp con thứ hai. Yeah. Khi cái con thứ nhất mổ được 1 tuần thì tất cả cái thông số nó tương đối ổn định khoảng 90%. Tại vì sao chúng tôi mổ sớm như vậy? Tại vì ngày xưa thì người ta muốn mổ một con mắt cườm đá người ta phải tiêm thuốc tê vào mắt. Còn bây giờ thì dùng phương pháp nhỏ tê trên cái thao tác nó cũng rất là đơn giản, và đồng thời mổ bằng pha cô.
cho nên cái đường mổ nó nhỏ, cái tỷ lệ nhiễm trùng nó cũng rất là hiếm xảy ra. Trên đối với những bệnh nhân đó thì có thể tuần này mổ con, tuần sau mổ con. Còn đối với ngoại của bạn đã mổ cách đây một tháng thì bây giờ dư sức có thể mổ được con thứ hai. Dạ, như vậy là vị khán giả của chúng ta, bạn Trương Phan có thể yên tâm để mà có thể về nói với ngoại của mình là mình hãy tiếp tục mổ con mắt còn lại để chúng ta có thể là nhìn được tốt nhất bạn nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của bạn Trần Thanh Sang. Bác sĩ ơi, bà của em có đi khám thì được chẩn đoán là bị mắc bệnh viêm màng bồ đào. Vậy bác sĩ cho em hỏi là viêm màng bồ đào là bị như thế nào, có ảnh hưởng ra sao và hướng điều trị thì sẽ như thế nào luôn ạ? Em xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Thanh Sang ạ. Xin mời bác sĩ Kết của chúng ta có thể giải đáp cho bạn. Đối với cái bệnh viêm màng bồ đào, nó là một cái bệnh rất là nặng đối với mắt. Cái màng bồ đào là gì? Nào, cái màng mạch máu nó đi nuôi thần kinh cũng như là nó nuôi dưỡng các cái thành phần trong con mắt. Khi bị viêm cái màng mạch máu đó thì nó rất là nguy hiểm. Trong viêm màng bồ đào nó chia làm ba loại như sau. Cái loại thứ nhất là viêm màng bồ đào trước, có nghĩa là viêm từ cái thể mi về cái mống mắt, là nó gọi là viêm bồ đào trước. Còn viêm bồ đào sau có nghĩa là viêm từ cái thể mi mà về phía sau, ví dụ như viêm hoàng điểm, rồi thì những cái bệnh lý về võng mạc tiểu đường nó gây viêm bồ đào thì viêm bồ đào sau. Và viêm bồ đào toàn bộ, tức là từ trước ra sau viêm hết thì cái đó nó có thể gây mù nội nhãn và gây mù toàn nhãn, có thể teo nhãn cầu, có thể là rất là nguy hiểm. Viêm bồ đào sau, bồ đào trước hay viêm toàn bộ màng bồ đào nó đều gây nguy hiểm, đưa đến mù lòa rất là cao. Nó còn một cái loại nữa, nó gọi là viêm màng bồ đào giữa, có nghĩa là cái vùng vô mạch đấy, thường cái đó nó do bệnh lao, bệnh nhân bị sơ nhiễm lao nó gây nên, nhưng mà cái đó cũng rất là ít gặp. Đối với bác sĩ như tôi bao nhiêu năm làm thì cũng mới gặp được có 2 lần cái viêm bồ đào giữa thôi, mà có thể gặp nhưng mà nó phát hiện nó không ra. Cái viêm bồ đào giữa cái đó thì nó âm thầm mà nó cũng không gây nặng lắm. Cái đó thì chứa viêm bồ đào thì nó rất là phức tạp và cũng ấy, bạn có thể đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám xem là cái viêm bồ đào nó đến mức như thế nào và cái nguyên nhân viêm bồ đào là cái gì. Nó có thể viêm bồ đào do viêm xoang nó gây ra, hoặc có thể viêm bồ đào do sau khi anh mổ bị nhiễm trùng, hoặc là viêm bồ đào do chấn thương, hoặc là cái vỡ thiện thể. Ngày xưa thì các cụ nhà mình phá con mắt bằng cách chọc cây kim vào thiện thể đó, rồi thì cái chất nhân nó ra nó gây viêm bồ đào chất nhân. Hay là những cái viêm bồ đào nó có thể nhẹ, nó có thể gây nên do bác sĩ phẫu thuật mà không lấy hết được cái chất nhân trong đó, nó do tai biến nó cũng gây viêm bồ đào. Cho nên tùy theo từng loại viêm bồ đào khác nhau, có thể bạn đưa đến bác sĩ khám và chữa có thể cải thiện được con mắt tốt hơn. Dạ. Xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi cho câu hỏi của bạn Trần Thanh Sang. Và tiếp theo sau đây thì cũng có một câu hỏi của chị Thu, 38 tuổi ở Sóc Trăng. Bác sĩ cho tôi hỏi là mẹ tôi bị tiểu đường tiếp 2, 67 tuổi, lượng đường hiện tại dao động từ 120 đến 125 mg, lại bị cườm đá nữa. Vậy thì mình có thể phẫu thuật được hay không ạ, thưa bác sĩ? Đối với mẹ bạn bị tiểu đường và hiện nay là vẫn có tác dụng tốt đối với thuốc uống cũng như thuốc chích thì vẫn mổ được cườm đá. Dạ. Là khi mà mẹ bạn lên đây thì cũng nhịn ăn rồi thì xét nghiệm khi cái lượng đường nó cho phép mổ được, tức là dưới 160 mg/mg trên lít thì lúc bây giờ có thể là vẫn tiến hành phẫu thuật được bình thường. Và sau khi mổ về thì mẹ bạn vẫn phải dùng thuốc tiểu đường theo đúng chỉ định của bác sĩ nội tiết. Dạ rồi. Vậy là ở đây thì bạn có chia sẻ là lượng đường chỉ dao động từ 120 đến 125 mg thôi. Vậy là có thể yên tâm. Đó, có yên tâm mổ được. Dạ, mình phẫu thuật được. Xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều. Và các bạn ơi, chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi trong chương trình để có cơ hội được nhận món quà hấp dẫn. Đó là máy massage cổ vai gáy thông minh do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ trao tặng. Và có 5 khách hàng may mắn ngẫu nhiên tiếp theo thì mỗi người sẽ nhận ngay một cạc điện thoại trị giá 500.000 đồng nha. Và bây giờ thì chúng ta có một câu hỏi tiếp theo của khán giả. Đó là anh Hùng, 36 tuổi. Chào bác sĩ, do công việc cho nên là tôi thường xuyên chạy xe ở ngoài đường nhưng lại thường xuyên bị chảy nước mắt và cay mắt, có khi là không mở mắt được luôn. Bác sĩ cho hỏi đây có phải là dấu hiệu của bệnh khô mắt hay không và mình phải điều trị như thế nào ạ? Xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta giải đáp câu hỏi này cho anh Hùng. Nói chung là cái bệnh của anh, khi anh chạy xe thường xuyên ngoài đường thì nó có rất là nhiều cái yếu tố nó gây ra cho anh chảy nước mắt.
Ví dụ khi anh không đeo kính thì không tránh được bụi, thì những cái chấn thương do cái tốc độ xe của anh chạy và những hạt bụi nó va đập vào mắt khi anh mở mắt, cái đó nó gây, nó gọi là những cái chấn thương nhỏ, nó cũng gây kích thích cái anh viêm cái kết mạc, anh bị chấn thương nhỏ, nó cũng gây chảy nước mắt. Rồi khi mà anh chạy xe như vậy, gió nó vào mắt, thế là làm cho cái phim nước mắt của anh nó mau vỡ ra và nó mau bốc hơi, thì là cũng làm cho cái nước mắt anh chảy ra. Tức là có nhiều người nói tại sao tôi khô mắt mà nước mắt tôi nó cứ chảy dàn dụa ra, tại vì cái phim nước mắt của anh nó vỡ ra thì cái nước mắt anh nó chảy ra, mặc dù như vậy nhưng mà trên cái bề mặt giác mạc của anh vẫn không có cái lớp phim nước mắt để bảo vệ. Cho nên là cái này thì anh muốn biết do khô mắt hay là do những cái gì đó mà gây chảy nước mắt của anh, thì anh nên đi đến bệnh viện để cho chúng tôi khám và xác định được. Cũng có một số người nó chảy nước mắt do cái tuyến lệ của anh bị viêm, nó tắc, nó nghẹt hoặc nó hẹp cái tuyến lệ, thì cái nước mắt của anh khi mà gió nó vào nó kích thích mắt của anh tiết nước mắt nhiều, nó xuống cái mũi không kịp thì lúc bây giờ nó cũng chảy nước mắt tràn ra ngoài. Cho nên là tốt nhất anh nên đi khám để có những cái mà bác sĩ tư vấn tốt cho anh để điều trị nước mắt của anh. Dạ, xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Kết. Và tiếp tục thì như anh sẽ cố gắng đọc thật là nhiều câu hỏi thắc mắc của quý vị khán giả đã gửi về chương trình ngày hôm nay để bác sĩ Kết của chúng ta có thể là kịp thời trả lời đến cho các bạn nha. Một câu hỏi tiếp theo nữa. Bố tôi 62 tuổi, tôi muốn khám tổng quát xem mắt có bệnh gì hay không và có cần điều trị hay không, thì phải tốn khoảng bao nhiêu tiền và có được áp dụng bảo hiểm y tế hay là không? Xin mời bác sĩ Kết của chúng ta. Nói chung là anh muốn khám tổng quát về mắt thì nó tùy theo con mắt nó bị những cái gì, đến bác sĩ chỉ định làm những cái xét nghiệm gì, và mỗi một cái xét nghiệm thì nó có một cái khoản tiền nhất định. Tôi nói ví dụ như bây giờ anh yêu cầu chụp kiểm tra về cái thần kinh thị, tức là chụp OCT để kiểm tra phát hiện xem có tổn thương về các cái lớp tế bào sợi của gai thị hay không, để biết có bị glaucoma hay không, thì những cái đó này nó tốn thêm. Tức là ngoài cái khoản tiền khám bệnh ra thì tùy theo cái bệnh của mắt hay là yêu cầu người bệnh mà làm những cái xét nghiệm gì thì người ta tính thêm tiền xét nghiệm đó. Còn đến đây thì bệnh viện chúng tôi là cái nơi mà thông tuyến bảo hiểm y tế, thì tất cả những cái gì bảo hiểm y tế cho bệnh nhân được hưởng thì chúng tôi cũng cho bệnh nhân được hưởng. Ví dụ tiền khám bệnh, ví dụ tiền đo nhãn áp, ví dụ những cái thủ thuật này kia, thì ví dụ như bây giờ bắn laser chẳng hạn đấy, thì cũng được một phần nào hưởng cái tiền bảo hiểm y tế, thì chúng tôi vẫn cho bệnh nhân được hưởng hết. Dạ. Và các bạn khán giả thân mến, như từ đầu chương trình thì như anh có chia sẻ là thay mặt cho bệnh viện thì cũng gửi lời tri ân đến cho quý khách hàng đã tin tưởng điều trị tại bệnh viện và đồng hành cùng với bệnh viện trong suốt 4 năm vừa qua. Thì hiện tại là trong tháng 10 này thì bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ của chúng ta đang có những cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ có 200 suất điều trị đục thủy tinh thể Slim Flex chỉ với giá là 1.200.000 đồng và giá gốc là 14.000.000 đồng. Bên cạnh đó, phẫu thuật cận thị LASIK 2 mắt có giá khuyến mãi là 14.700.000 đồng và giá gốc là 21.000.000 đồng. Bên cạnh đó thì phẫu thuật cận thị Femto LASIK 2 mắt hiện tại có giá ưu đãi là 28.700.000 đồng và giá gốc bình thường là 41.000.000 đồng. Ngoài ra thì chương trình cũng còn những cái ưu đãi rất là hấp dẫn mà giống như câu hỏi mà hồi nãy thì đã đưa ra cho các bạn để chúng ta có thể là tham gia nhận về cho mình những phần quà có giá trị. Như anh xin được đọc lại một lần nữa. Đó là nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì bệnh viện tặng bao nhiêu suất miễn phí khám mắt chuyên sâu điều trị cận thị với giá là 750.000 đồng cho một lần khám. Chúng ta có hai đáp án, đáp án A là 200 suất và đáp án B là 100 suất. Các bạn chọn đáp án nào thì chúng ta hãy gửi ngay cái đáp án của mình A hoặc là B đến cái bình luận ngày hôm nay của chúng ta trực tiếp vào livestream này. Một lát nữa khi chương trình gần kết thúc thì như anh cũng như là bác sĩ Kết sẽ công bố kết quả đến cho các bạn nha. Và bây giờ tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa. Bác sĩ cho hỏi là cườm đá và cườm nước thì khác nhau như thế nào và phương pháp điều trị ra sao ạ? Xin mời bác sĩ của chúng ta có thể giải đáp. Cườm đá là, xin lỗi bạn, cườm đá là cái hiện tượng mà đục thủy tinh thể, tức là cái thủy tinh thể của bình thường con người ta nó trong suốt, khi mà nó đục ra nó làm cho ánh sáng không xuyên qua được nữa thì gọi là cườm đá. Thì cườm đá thì mổ thay cái thủy tinh thể đó, tức là mình lấy cái thủy tinh thể đục đó mình bỏ nó đi và mình sẽ đặt vào cái vị trí đó một cái thủy tinh thể nhân tạo để thay cho nó, để có cho ánh sáng nó xuyên vào và được đưa được ảnh vào võng mạc.
Còn cơm nước là một loại nó gọi là tăng nhãn áp, tức là bình thường cái nhãn áp trong mắt của anh nó duy trì cái áp suất của nhãn cầu nó là từ 8 đến khoảng 20 mm thủy ngân. Nhưng bây giờ cái nhãn áp của anh tự nhiên nó tăng hơn bình thường, cũng giống như là ví dụ bây giờ anh bị một cái huyết đang có huyết áp của anh bình thường là 120/80, bây giờ cái huyết áp của anh nó tăng lên tới 160/90 chẳng hạn, thì cái đó gọi là cao nhãn áp. Cũng giống như là bây giờ bình thường cái người ta bị cái nhãn áp bình thường người ta là có 20 mm thủy ngân, nhưng bây giờ nó lên tới 25-27 mm thủy ngân thì cái đó gọi là tăng nhãn áp. Mà khi đã bị tăng nhãn áp thì cái áp lực nó đè vào cái thần kinh thị và nó làm cho cái lượng máu đến nuôi thần kinh thị nó kém đi, và nó sẽ làm chết bớt cái tế bào thần kinh của mình đi, và dần dần nó teo cái thị thần kinh của bạn, thì lúc bây giờ nó gây ra mù lòa rất là cao. Dạ, xin được cảm ơn phần giải đáp của bác sĩ Kết. Bây giờ sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Bạn Hạnh Nguyễn: chào bác sĩ, bác của em đi khám ở bệnh viện mắt Sài Gòn về thì bác sĩ có hẹn là 2 tuần nữa thì mổ cườm. Vậy bác của em cần kiêng ăn hay là kiêng làm việc gì để không ảnh hưởng đến mắt không ạ? Bác của em năm nay thì 64 tuổi ở huyện Phong Điền, Cần Thơ. Xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta. Xin thưa với bạn rằng là bác sĩ khi mà hẹn người nhà của bạn đi mổ cườm 2 tuần nữa, có nghĩa là bác sĩ người ta muốn rằng là điều trị cho cái người bệnh nhân nó điều trị nhỏ thuốc nhỏ mắt để chống cái viêm nhiễm trước khi mổ, để cho bệnh nhân đạt được cái kết quả mổ nó tốt hơn. Người ta khám có thể người ta thấy cái mắt của bác đang bị viêm kết mạc hoặc một cái viêm nhiễm gì đó nhẹ chẳng hạn, người ta muốn điều trị trước sau đó người ta mới mổ thì nó tốt, đưa kết quả tốt. Và trong thời gian đó thì người nhà của bạn không có phải kiêng cữ một cái gì, làm mọi việc bình thường và ăn uống nó bình thường thì đến mổ nó cũng không sao. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều. Tiếp theo là một câu hỏi của một vị khán giả, bạn tên là Như Lê: bác sĩ cho em hỏi là ưu đãi điều trị đục thủy tinh thể 1.200.000 đồng còn hay không ạ? Và làm thế nào để có được ưu đãi này? Cũng xin được mời bác sĩ của chúng ta. Dạ, bây giờ cái suất điều trị đục thủy tinh thể ưu đãi thì chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Dạ. Chừng nào hết 200 suất đó thì mới thôi. Và bây giờ bạn cứ đưa người nhà bạn đến đăng ký khám và mang đủ bảo hiểm và chứng minh gốc và nhịn ăn sáng. Thì tùy theo cái yêu cầu của bạn là bạn cần được sử dụng cái loại thủy tinh thể đó thì chúng tôi sẽ có cái ưu đãi cho bạn. Dạ. Rồi, như vậy là bạn Như Lê của chúng ta cũng có thể là yên tâm rồi bạn ha. Khi nào mà hết 200 suất miễn phí này thì chương trình của chúng ta mới là tạm dừng bạn nha. Và bây giờ tiếp tục sẽ là một câu hỏi nữa. Bác sĩ cho tôi hỏi là hiện tại tôi đang là đầu bếp, phải tiếp xúc với khói bếp nhiều và đang bị cườm đá nữa. Vậy thì khói bếp có làm bệnh của tôi nặng thêm hay không? Và nếu như phẫu thuật thì tôi có thể làm bếp tiếp tục được nữa hay không ạ? Thì xin nói với bạn là cái khói bếp nó không phải làm cái bệnh của bạn nó nặng lên. Nhưng mà sau khi bạn phẫu thuật thì về vẫn làm việc bình thường. Ở đây thường chúng tôi phẫu thuật xong thì về là khoảng 3 tuần sau thì tất cả mọi công việc bạn đều làm như một người bình thường. Tắm gội, chơi thể thao để nấu bếp. Nhưng mà thường những người ta có thể mổ hôm nay mai người ta vẫn nấu bếp được, nhưng nấu thì nó ít, có sợ khói bụi nó vào thì nó kích thích cái mắt, nó còn mới mổ thôi. Dạ. Chứ còn thật ra mà nói thì vẫn làm được bình thường, không có vấn đề gì. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa. Đó là năm nay em 34 tuổi, đang cận 8 độ và được chẩn đoán là đục thủy tinh thể nhẹ, thì có thể phẫu thuật điều trị được hay không ạ? Nếu mà bạn cận thị mà bạn bị đục thủy tinh thể thì theo tôi bạn nên đi thay cái thủy tinh thể đó. Nó vừa chữa được cái cận thị, nó lại vừa chữa được cái đục thủy tinh thể. Chứ nếu mà cái này bạn bị đục thủy tinh thể mà bác sĩ mà đưa đi mổ nay dích femtonic thì nó không sáng được cho bạn. Nó hết cái độ cận thị nhưng mà do cái đục thủy tinh thể nó làm mờ mắt. Trên cái này không có chỉ định mổ dích mà phải chỉ định mổ phaco, mổ thay thủy tinh thể cho bạn. Rồi, xin được cảm ơn phần giải đáp của bác sĩ Kết của chúng ta. Tiếp theo thì sẽ có một câu hỏi nữa. Đó là
các bệnh như là cườm đá nè, rồi cườm nước nữa, phẫu thuật rồi có khả năng tái lại hay không? Và nếu như có bị tái lại thì cách phòng tránh là gì thưa bác sĩ? Đối với cườm đá mổ rồi thì không còn khả năng tái lại, nếu như nó có một cái đục bao sau, tức là khi người ta mổ ta lấy cái nhân thiện thể rồi, người ta còn để lại cái bao thiện thể để người ta đặt cái kính nhân tạo vào, cái thiện thể nhân tạo vào. Thì sau khi mà đục cái bao sau thì là bạn nên đi bắn laser. Ngày xưa chưa có laser thì chúng tôi phải mổ lại để xé cái bao sau đó tạo thành một cái lỗ như lỗ đồng tử để cho ánh sáng xuyên qua đấy để cho bạn thấy đường. Nhưng bây giờ có laser, người ta sẽ dùng laser, người ta bắn một cái lỗ đó để cho bệnh nhân thấy đường, và một lần bắn vĩnh viễn cho đến già bạn vẫn thấy đường. Còn cái đối với này cườm nước, tức là sau khi phẫu thuật thì vẫn có thể tái phát lại, tại vì là nó có nhiều phương pháp phẫu thuật hiện nay. Thứ nhất là người ta tạo một cái lỗ giò để cho cái nước nó thoát ra qua cái lỗ giò đó, thì cái lỗ giò đó có thể nó dính bít lại. Cái phương pháp thứ hai là có thể đặt một cái van express hoặc là một số cái van khác, bây giờ thế giới người ta đấy đặt cái van, thì cái van đó có thể nó cũng tắc cái lỗ van lại, cũng giống như là cái ống cống của bạn mà bạn làm thì nó bị tắc cái ống đó lại, do nó chảy nước lâu ngày thì nó bị bít tắc lại, thì phải làm lại. Cái thứ ba nữa là đối với cườm nước thì nó tùy theo từng cơ địa bệnh nhân. Có những bệnh nhân sau mổ nó dính lại những cái vết mổ đó thì nó bị lại, thì mình phải phẫu thuật lại. Hoặc là có những bệnh nhân thì sau mổ người ta cũng vẫn phải dùng cái thuốc để hạ nhãn áp bằng nhiều phương pháp dùng thuốc để cho nó bổ trợ cùng với cái phẫu thuật đó. Xin được cảm ơn phần giải đáp thắc mắc vừa rồi của bác sĩ Trần Văn Kết. Và chắc là chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi nữa. Đó là cha tôi đang bị đục thủy tinh thể và có dự định là sẽ phẫu thuật. Vậy thì bác sĩ cho hỏi là tại bệnh viện của mình thì có phẫu thuật các loại thủy tinh thể gì và chi phí thì khoảng bao nhiêu hay không ạ? Ở trong bệnh viện của chúng tôi thì có nhiều loại thủy tinh thể, trong đó nó được phân làm hai dòng. Cái dòng thứ nhất là đơn tiêu, tức là đơn tiêu có nghĩa là chỉ có một cái tiêu cự thôi. Khi bạn mổ xong thì bạn nhìn xa nó thấy rõ, nhưng nhìn gần nó sẽ không thấy, và phải đeo một cái kính hội tụ, tức là kính lão để đọc chữ. Sau 3 tuần thì chúng tôi sẽ cho cắt một kính lão để đọc chữ. Cái loại thủy tinh thể thứ hai là đa tiêu cự, thì nó gồm hai loại. Một cái loại là 2 tiêu và một loại là 3 tiêu. Cái loại 2 tiêu thì nó rẻ hơn, thì anh nhìn xa nhìn gần, tức là nhìn xa được và đọc sách được, nhưng nhìn trung gian thì nó kém. Còn một loại thứ hai là loại 3 tiêu. Loại 3 tiêu thì có thể nhìn xa, nhìn gần và nhìn trung gian. Sau khi anh mổ xong thì anh sẽ bỏ cái kính, anh không phải đeo kính. Mà kể cả những người già có thể 80-90 tuổi mà cái đáy mắt nó tốt, chúng tôi vẫn dùng loại thiện thể đó được. Thì những loại thiện thể cao cấp đó nó đắt tiền. Nó còn một cái loại, một loại nữa là dùng cho cái người lái xe, tức là nó cái thiện thể EDOP, tức là nó chống chói, chống lóa. Thì nó cũng có hai loại, một loại 2 tiêu và một loại 3 tiêu. Để nó cái do cấu trúc cái design thiện thể đó nó làm cho tối anh lái xe ra đường, khi người ta pha cái đèn pha trực tiếp vào mắt của bạn thì nó không bị chói, để bạn vẫn lái xe bình thường. Thì nó có cái loại mắc nhất bây giờ, nó là cái thiện thể EDOP 3 tiêu nối dài. Cái đó thì nó cực kỳ mắc, và cái giá nó khoảng 48 triệu cho một con mắt. Còn cái 2 tiêu thì đối với những người già, ví dụ như mà người ta 70-80 tuổi rồi, người ta không mà chạy xe, người ta chỉ có nhu cầu nhìn xa và đọc sách thôi, cái nhìn trung gian người ta không cần thiết lắm, thì có thể dùng cái loại 2 tiêu cho người ta viết lách, người ta không phải đeo kính. Tại vì già quá mà nhiều khi không biết là vứt cái kính ở đâu, thì muốn đọc cái cuốn sách không đọc được. Nên có thể nếu bạn ít tiền hơn thì bạn dùng cái loại 2 tiêu thì nó khoảng giá khoảng 25 triệu có bảo hiểm rồi. Tại vì tất cả những thiện thể cao cấp thì nó không có trúng thầu trong bảo hiểm, cho nên bảo hiểm người ta chỉ trả cho bệnh viện một phần nào đó chi phí công phẫu thuật của bác sĩ, và một số chi phí về cái vật tư tiêu hao, ví dụ như găng tay, ví dụ như bông băng còn gạc này kia chút đỉnh thôi, còn lại cái thiện thể đó bạn phải chi trả hết. Còn một cái loại thiện thể đơn tiêu thì đơn tiêu nó có nhiều loại. Một cái loại thì nó không có cái chất chromophore để chống chói, chống lóa. Thì những cái loại đó người ta có thể dùng cho những bệnh nhân lớn tuổi mà người ta không phải đi ra đồng làm việc, thì lúc bây giờ người ta dùng loại thiện thể đó, người ta ở đây quanh trong nhà không ra nắng, nó không bị chói mắt.
Còn một số cái loại hình thể nó có chromophore thì nó tùy theo loại hình thể của các hãng khác nhau, nó có những cái tác dụng chống chói, chống lóa, chống tia cực tím, chống ánh sáng xanh. Những cái loại đó thì nó càng nhiều những cái chức năng thì cái số tiền nó còn cao hơn, còn những cái loại mà nó ít chức năng thì số tiền nó rẻ hơn. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Kết của chúng ta rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn online chăm sóc mắt cho người lớn tuổi của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Và thời lượng của chương trình thì cũng có hạn, cho nên là không thể giải đáp hết các thắc mắc của các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sau khi mà chương trình livestream của chúng tôi kết thúc thì chúng tôi sẽ phản hồi cũng như là giải đáp thắc mắc đến cho các bạn bằng tin nhắn hoặc là điện thoại tư vấn của tổng đài. Còn bây giờ thì một mini game mà như anh tin là các bạn khán giả của chúng ta cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi rồi. Đó là sẽ tìm ra chủ nhân của máy massage cổ vai gáy thông minh cũng như là 5 phần quà thú vị của chương trình. Và hồi nãy thì như anh cũng có đưa ra cho các bạn câu hỏi rồi. Đó là nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ của chúng ta sẽ tặng bao nhiêu suất miễn phí khám mắt chuyên sâu điều trị cận thị với giá là 750.000 đồng. Cho một lần khám, chúng ta có hai đáp án, A là 200 suất và B là 100 suất. Và cuối cùng đáp án chính xác đó là đáp án A, 200 suất các bạn nha. Vậy thì nãy giờ bạn nào mà đã để lại bình luận là đáp án A thì chúng ta hãy hồi hộp chờ đợi xem là mình có được bốc thăm để mà chọn lựa ra hay không nha. Chúng ta sẽ có 6 phần quà hấp dẫn, nhưng trước tiên thì xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta sẽ bốc thăm ra 5 người bạn nhận được 5 giải khuyến khích của chương trình. Đó là mỗi bạn nhận được một thẻ cào mệnh giá là 500.000 đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời bác sĩ Kết trộn những cái lá thăm này và chọn ra 5 người bạn may mắn đầu tiên nha. Được, xin mời bác ạ. Dạ. Nhờ bạn mở giùm. Dạ rồi. Người bạn đầu tiên nha các bạn, như anh xin được công bố tên luôn. Đó là bạn Đào Kim, người bạn đầu tiên nhận được phần thưởng đó là thẻ cào 500.000 đồng. Dạ, xin cảm ơn. Tiếp theo người bạn thứ hai đó là Quỳnh Tuyền các bạn nha. Giải thưởng thứ hai. Tiếp theo bạn nào sẽ là người bạn thứ ba may mắn được nhanh đọc tên đây? Bạn Trần Dững. Xin được chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ còn hai phần thưởng nữa thôi. Tiếp tục là bạn Phạm Úc, người bạn thứ tư nhận được thẻ cào 500.000 đồng từ chương trình. Dạ rồi, người bạn cuối cùng nhận được giải thưởng khuyến khích từ chương trình. Xin được chúc mừng bạn Quỳnh Thanh Sử. Như vậy thì 5 bạn vừa rồi như anh đã đọc tên thì bộ phận thư ký sẽ liên lạc lại cho các bạn để chúng ta có thể là nhận được những phần quà hấp dẫn của chương trình. Và bây giờ trên tay của Như Anh đây là giải thưởng đặc biệt, đó là chiếc máy massage cổ vai gáy thông minh. Và một lần nữa thì bác sĩ Kết của chúng ta có thể là trộn thật đều các lá thăm lại với nhau để bảo đảm tính công bằng, đúng không ạ? Và sẽ chọn ra một người bạn may mắn nhất nhận được một phần quà. Đây, máy massage cổ vai gáy thông minh các bạn ạ. Nãy giờ thì như anh đã đọc tên rồi thì giải đặc biệt này chắc là bác sĩ Kết của chúng ta sẽ công bố luôn. Dạ. Chắc tôi phải nhắm mắt mà tôi để cho nó vô tư. Dạ rồi, rất là hồi hộp đúng không ạ? Các bạn của chúng ta cũng đang chờ đợi kết quả đây ạ. Dạ. Rồi các bạn hãy hồi hộp chờ đợi xem là mình có phải là chủ nhân của chiếc máy massage này hay không nha. Bạn tên là Thao Nguyễn. Dạ, Thao Nguyễn, chắc là nick Facebook đó ạ. Thì chương trình sẽ liên lạc lại với bạn Thao Nguyễn nha. Xin được chúc mừng bạn là chủ nhân của giải đặc biệt ngày hôm nay, đó là chiếc máy massage cổ vai gáy thông minh. Và trước khi kết thúc chương trình thì cũng xin được cảm ơn bác sĩ Kết đã tham gia lời mời ngày hôm nay, cũng như là bác cũng đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích trong cái việc mà chăm sóc mắt cho người lớn tuổi để quý vị khán giả của chúng ta có thể là hiểu rõ hơn. Chương trình tư vấn online chăm sóc mắt cho người lớn tuổi của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ ngày hôm nay chính thức được khép lại. Thay mặt ban tổ chức cũng xin được cảm ơn bác sĩ Trần Văn Kết đã tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe mọi người và đặc biệt là chúc cho một nửa thế giới, có nghĩa là những người phụ nữ, trong đó có cả như anh nữa đúng không ạ? Một ngày 20 tháng 10 thật là nhiều hoa nè, nhiều quà và những lời chúc tốt đẹp nhất từ những người thân bạn bè của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.